tên là Ân, tại vì em quá dễ thương nên em mới cuộc chơi này. Ok, cũng biết thuộc. Mình tên là Lan, mình muốn ăn kẹo thối, mình sẽ chơi cuộc chơi này. Mình tên là Như, mình cũng muốn ăn kẹo thối. Mình tên là Nhật, cái danh mình là ở vô nhất cuộc thi nên mình muốn ăn kẹo thối này thử coi sao. Yeah. Ok, bắt đầu. Mình sẽ giới thiệu nha, đây là kẹo thối được nhập khẩu từ Mỹ. Đây là một phong trào rất hot hiện nay. Thì nhóm tụi mình sẽ thử trải nghiệm ăn kẹo thối như thế nào. Thì đầu tiên Trải qua. Đầu tiên sẽ quay trước hai đứa mình chọn màu. Màu xanh nó cay. Nó cay được không? Rồi, mọi người bóp cái gì xanh nó cay. Sao nó cay là mùi gì vậy? Còn đen, xin bật mí là màu xanh lá cay, nên là mùi quả lê. Và là mùi... mùi đơm. Mùi hàm. Một là mùi quả lê, hai là mùi đơm. 50-50 nha, hai người xin cầm. 1, 2, 3, go. Yeah, quả lê. Quả lê. Nghĩ lại rồi, không phải lê. Nó dính quá. Không, em bỏ lê. Mình xin thưa là để chơi trên này thì chúng ta chuẩn bị thêm một cái ca. Hoặc là những cái ly nước để mình tráng mình. Cái ca để mình ói ra các bạn ha. Khi nào mình ăn vậy mình sẽ ói ra. Trời ơi, ghê quá, ghê quá. Hàng nạn quá đi. Hàng đồng mình ăn à. Tiếp đây, giờ chúng ta chọn màu tiếp. Động quá. Màu chúng ta là màu cam cam. Cam nào? Cam cam chấm bi đỏ nha. Rồi, cam chấm bi đỏ. Cho uống miếng nước không? Cho uống nước thoải mái. Anh uống hàng cậu không? Cam chấm bi đỏ. Cam chấm bi đỏ bật mí là mùi đào. Với lại là mùi người ta ói á. Rồi là mùi huệ. Ai bỏ vô miệng trước đi. Rồi, giờ chúng ta ăn nha. Hai, ba, vô. Mùi đào. Mùi đào. Chị Ân bỏ miệng, chị Ân chị bỏ trước đi. Em bị cậu ăn bị đứng rồi. Chị bỏ trước nè. Chị Ân bỏ trước. Trời ơi. Cái mùi lỗi, áo lỗ đó. Mùi đào. Tại sao hai người em ngon vậy? Rồi, xí anh mà gắp thêm đi luôn vậy, gắp thêm đi. Ngưng xíu đi. Dư, chưa xong rồi. Ở trong lấy cho anh máy đi. Để lùi quay được rồi. Ghê quá à. Lùi quay. Làm gì có con. Chúng ta sẽ quay tiếp rồi ha. Ở đây là màu trắng chấm bi vàng. Màu trắng với màu vàng mà. Trắng vàng. Là cái này nè phải không? Đúng rồi. Ô, cái này của anh là vàng quá. Cái này nè. Này cái này trắng và vàng. Chữ là lựa kỹ quá, xui lắm. Là cái nào vậy? Này cái này là chị. Cái này hả? Đúng rồi. Rồi. Bật mí nha. Là màu của bắp rang bơ với lại là mùi trứng thối. Rồi đếm. 1 2 3. Yeah, bắp rang bơ. Yeah. Bắp rang bơ. Mấy bạn bắt ăn. Bơ không chị, bơ không? Bơ. Nãy giờ mình có cái này ngon. Này ngon. Ủa, bơ luôn. Vậy là bơ rồi. Nên sao? Bơ. Chưa cay không? Chơi chưa cay. Bơ gì? Bơ gì? Bơ gì? Bơ gì? Bơ gì? Tiếp theo. Chứ một nào nữa sao vậy? Đổi hả? Đổi hả? Quay đi. Rồi, quay đi. Màu xanh nước biển nha. Rồi, đọc. Xanh nước biển. Mùi cái này biển. Cái này thì nó sẽ dễ giải cho các bạn hơn. Đó chính là mùi quả Việt Quốc với lại mùi kem đánh răng. Lỡ mình ăn kem đánh răng cũng sao. 1, 2, 3, đừng đánh răng nãy giờ luôn đi. Kem đánh răng nó không? Kem đánh răng nó không? Kem đánh răng nó không? Cái gì không xịn trời. Cái này ngon. Chấm cho mấy kẹo theo mình ăn nó cũng được.
màu gì đây? Trong lớp mặt cảm, cảm. Cái này nè. Là cái màu hồng đúng không? Ra. Cái nào? Cái màu gì vậy? Đấy hả? Ừ, đúng rồi. Đọc đi đây. Bảy phải không? Mùi chuối mà. Cái đó là màu gì? Cái này hay, cái này hay. Rồi, thập cẩm là bao gồm mùi quả đào với lại mùi ói. Ủa, hôm nay ói rồi mà. Giờ ói nữa. Rồi, 1, 2, 3. Mùi gì? Mùi ói. Mùi ói. Mùi này thơm quá. Ói cũng được. Cái này em ăn này được. Được, được. Vậy là nào? Rồi. Thơm cái mùi. Ngon quá. Thơm nước mùi. Ừ. Mùi gì màu đen hả? Stinky shop. Cái gì ta? Dớ cuối nè. Cái này nè, đúng nó rồi. Giờ ăn dớ thúi á. Ừ đúng rồi, nãy mình ăn dớ thúi á. Rồi. Sao đây mà khách mời vô? Ờ đúng vậy á. Khách mời sẽ ăn một viên kẹo bất kỳ thảo cầm quay. Ừ. Cậu bấm đi cậu. Sao nó cay đúng không? Khoan từ nha, khoan nghe nha. Sao nó cay là màu quả lê hoặc là mùi rơm á. Ủa gì nó khạt ra. Rồi mời bạn. Ngon vậy. Đây là bạn Kim Chong. Đây là bạn Kim Chong. Các bạn mình thử ăn cái hôm nay nha, hy vọng là được đừng nói đợi nha. Thơm, ngộ gì? Quả lê. Quả lê. Không, mùi đồ. Đừng nói đợi nha. Lê không? Sao lâu không vậy? Mất cảm giác. Mất cảm giác, lưỡi mất cảm giác. Không chứ chị. Cũng ngon mà. Rồi, quả lê. Quả lê. Rồi, mày vô tham gia. Quả lê, mày quá. Rồi, quay tới đây, quay tới nhìn nhìn. Ủa, nãy quay vậy. Vô đây nè, bạn. Chú là người gây cắt vậy. Rồi, màu đen. Xin một biết các bạn nha, màu đen là màu hương quế. Ừ, cái lại hương quế ngon lắm. Mùi phân chỗ. Hương quế rất ngon. Màu đen. Rồi, cà phê phân chỗ. Hấp dẫn. Màu đen nha. Hơi xui hả? Rồi, hơi xui. Hết muốn bốc luôn. 1, 2, 3. Hương quế. Hương quế. Hương gì? Hương gì? Hương quế, ngon quá. Dạ, con tròn mà. Trời ơi. Kinh quá. Kinh thiệt. Bắt mùi, trời ơi. Cho mình đi dùng. Dùng cục phân tròn. Để nước, nước cục cái gì lên. Đổ. Không. Mùi nó hôi. Núng núng. Phân tròn là thơm. Phân tròn. Quay về tiếp. Rồi, hiện tại chúng ta còn màu chế bóng là màu nâu luôn nè. Rồi còn chiếc cái răng rồi. Hôi quá. Đây, màu trắng. Màu trắng đúng không? Màu trắng anh Nhật ơi, màu trắng. Màu trắng là quả dứa với tả em bé. Dạ. Màu trắng là mùi nước đáy của em bé các bạn ha. Xin mời khách mời bạn thử vô. Thôi vô một thử một cái đi. Thử một cái cho bạn. Màu trắng nha. Màu trắng bật mí là mùi của quả dừa với lại mùi tả em bé. Rồi, một trong hai mùi đó. Bạn nhớ lên nha. Bạn chưa ăn mà bạn nói nhanh quá. Rồi, 1, 2, 3 nhắm mắt nha. 1, 2, 3. Mùi dừa màu nâu này nãy mình chưa nè. Mình đã công bài. Sao đây là màu cuối cùng nhưng mà ha, màu nâu. Màu nâu, anh bóc màu nâu đi. Màu nâu tượng trưng cho mùi mứt dâu với lại là mùi con rết. Rết là con rết nha. Con rết thì cái mùi. Bạn nào ăn nhầm mùi con rết thì nhả liền nha. Rết là mùi gì trời? Chưa ăn liền. Ủa anh biết không? Anh biết nhả. Rồi, 1, 2, 3. Con rết. Mùi phân rớt. Ăn nuốt.
thưa các bạn là mình vừa hoàn thành xong phần thử thách là nhai kẹo kẹo thối. Và cảm ơn các bạn đã đón xem chương trình này. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình khác. Bye. Bye đi giờ, bye. Ráng nuốt con mì. Nhóm của mình rồi. Bà này má caro, caro ơi, caro đồ. Rồi, bà bắn quay. Rồi, thôi mấy cục này khó đoán quá à. Thôi, bóp một bóp đại đi bạn ơi, khỏi quay đi. Sao nó cay đi. Nhắm mắt bóp. Rồi, màu đen. Màu đen, đọc màu đen. Màu đen là hương quế. Hương quế, nói hương quế. Rồi, ăn thử đi bạn, bà thử đoán cái mùi gì nha. Tăng. Quế.